Trạch Pháp phải có trí tuệ chân thật Dĩ trí tuệ giảng trạch Pháp chi chân nguyện Điều này rất quan trọng đối với việc học Phật Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều là thật Không có giả đối với tôi mà nói tôi nên tôi chọn tôi những điều này như thế, thế nào tôi trong đời này trình độ của ta công việc của ta chỉ hoàn chỉ cảnh sinh hoạt của ta không hề có chướng ngại pháp môn này không phương hại gì đối với ta Ta nhất định có thể tu thành công Có thể đạt được quả báo tu học thù thắng Đối với ta mà nói Pháp môn này là thật Pháp môn này rất hay Trí tuệ và năng lực của ta Không học được nó quá sâu quá rộng ta tu học nó như vậy thời gian đời này của ta sẽ ủng phí cuối cùng không đạt được hiệu quả pháp môn này đối với ta là ngụy quý vị phải hiểu cách chọn lựa này Tự chúng ta không có năng lực chọn lựa Đức Thế Tôn từ bi Ngài đã thay hậu thế Nói ra một nguyên tắc Nguyên tắc này nói Thời kỳ chánh pháp Giới luật thành tựu Quý vị không biết chọn Đức Phật chọn thay quý vị sau khi Phật diệt độ Một ngàn năm chánh pháp đầu tiên siêng năng trì giới Có thể được định Có thể khai trí huệ Thời kỳ tượng pháp Là một ngàn năm thứ hai Căn tính con người không như trước Tu giới luật không đạt được định Không thể khai ngộ Thế nên Phật dạy chúng ta tu thiền định Thiền định thành tựu Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Là sau khi Phật diệt độ một ngàn năm Cũng chính là qua thời kỳ chánh Pháp Và mới bắt đầu thời kỳ tượng Pháp Thế nên thiền ở Trung Quốc rất thịnh vì thời kỳ tượng Pháp của Phật Nếp sống thiền phổ biến khắp toàn quốc Quý vị xem, tự viện đều gọi là thiền tự Pháp phận của thiền cũng đã qua Hiện nay đã là mạc pháp Đức Phật nói thời kỳ mạc pháp Mạc pháp một vạn năm tịnh độ thành tựu à, Niệm à, Phật A Di Đà cầu sanh thế giới cực lạc Điều này rất tốt Có thể thành công tu các pháp môn khác rất khó Quý vị tu thiền có thể đạt được định không? Có thể khai ngộ không? Quý vị học giáo có thể đại khai viên giải không? Quý vị học mật có thể đạt được tam mật tương ứng không? Quý vị có thể tức thân thành Phật không? Thật sự tức thân thành Phật, vãng sanh thế giới cực lạc, liền thành Phật. Thế nên, chọn tịnh độ tông Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, đây là Đức Thế Tôn chỉ thị. Chính chúng ta không có năng lực, không có trí tuệ để lựa chọn. Nên nghe lời, thật thà nghe lời, thực hành còn được. Người như vậy là trí tuệ chân thật. Ngay trong đời này, có thể thành tượng Thế nên Chọn Pháp ngay trong cuộc sống hàng ngày Lúc nào cũng hữu ích Ngày nay Chúng ta chọn Pháp Nhất định phải nghĩ đến Không thể chuyên vì mình Chuyên môn làm những điều tự tư tự lợi quý vị sẽ mê hoặc biên đảo rất dễ chọn sai pháp môn. quý vị phải mở rộng lòng mình, khởi tâm động niệm, phải nghĩ đến chúng sanh khổ nạn trên trái đất này. chúng ta dùng cách gì để giúp họ? phải nghĩ đến chánh pháp cửu trú phật là chánh pháp